ơi, chơi giật tay không? Ai thắng sẽ được 10k, chơi không? Chơi gì chơi, sao vậy? Vô mày. Bắt đầu rồi. Vô mày. Cái nữa. Cái nữa. Thua rồi nha, 10.000 này là của tao. Ủa chơi da dữ hả? Để tao đưa 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 đưa. Ây da. Cho chữ cái tật trang danh nha con. Ê. Ê. Trả 10.000. Cho mà tìm thấy bà luôn. Nè, có thấy cái túi của chị đâu không? Dạ không thấy. Kiếm giùm chị đi. Không rảnh. Kiếm giùm đi, tí chị cho tiền. Ok. Túi của chị hai nè. Ủa? Sao Na biết cái túi chị hai ở đây? Thì em giấu mà. Mày nói cái gì? Mày hả mày? Ê, da, giỡn có xíu rồi làm gì căng. Ngon quá à. Chị hai. Hết rồi nè, đâu còn gì đâu nè. Chị hai. Hết rồi nha Na. Chị hai. Hết hồi nào còn nguyên bịch nè con. Bà ơi con ăn không nổi. Ăn không nổi sao nãy dành. Ăn hết cho tao. Vô. Vô. Hôm nay tao với mày sẽ chơi thử thách. Ai là người ném xa nhất là người đó thắng. Lần này em chắc chắn thắng rồi. Để rồi coi. Coi em nè. Ủa, mày là đồ cùi bắp. Coi tao nè. Hai đứa đi về ăn cơm. Chết tao rồi đâu rồi. Ở đây đi nha. Trời đất ơi con bé hai. Cái gì vậy ta? Cái gì mới lướt qua vậy? Hôm nay mình dàn mờ mắt ta. Hey. Ủa ai đó? Không ai đâu ta. Ôi, ảo giác rồi, ảo giác rồi, ảo giác rồi. Chết rồi chị ai đó, bà xỉu rồi giờ sao? Sao chăng gì nữa, lát bà tỉnh dậy bà đánh tao mày bây giờ chạy đi. Chị hai ơi, chị hai lấy giùm em cây chổi. Giờ tao xa hơn cái cây chổi rồi mày tự đi lấy đi. Em xa hơn chị hai mà, chị hai tự lấy đi. Giờ tao xa hơn mày rồi mày tự đi lấy đi. Em xa hơn chị hai rồi, chị hai tự lấy đi. Đó bà nhảy xuống đi, làm bí vừa thôi. Ê, hái dừa của ai vậy mày? Hái dừa của bà lép á. Ôi mày gan, mày xin ai chưa? Thì người ta dán mặt là người ta cho rồi. Rồi mày tới công chuyện mày con, tao qua tao mét bả nè. Tao mét nè con. Trời đất ơi, làm gì hai chị em bay sùm vậy? Trời ơi, nó hái trộm dừa nhà ta kìa. Thì nó thèm thì cho nó uống đi. Nó hái trộm dừa nhà bà lép đó. Kệ bà lép. Nó hái trộm dừa nhà bà đó bà. Trời đất ơi con nè. Sao con buồn vậy nè? Hôm nay là 20 tháng 11 mà con không biết tặng cho cô gì hết trơn á. Mình tặng gì cũng được, mình tặng bông đại đi. Mình phải tặng cho cô cái gì để cô nhớ mãi luôn. Bà có rồi, đợi bà tí nha. Hồi xưa mình hay tặng xà bông cho cô lắm. Bây giờ tặng lại chắc cô giáo cũng thích lắm ha. Nè, đem tặng cô đi con, bảo đảm cô nhớ mãi không quên luôn đó. Nè con cảm ơn bà. Con tặng cô 20 tháng 11 nè. Cô mở ra đi. Ủa, cục xà bông của con mà. Cô ơi, cô cho con xin lỗi nha cô. Để con về nói chuyện với bà. Trời ơi, bà ơi bà. Na ơi, bà có bịch bánh nè, cho con. Mà con cất đi nha. Không thôi chị hai thấy chị hai giành của con đó. Dạ. Làm như mình không thấy gì đó. Đâu có dễ ăn cái chị. Bánh ngon quá. Ê Na, tao có hộp bánh bự nè, mày có không? Em cũng có nè. Trời 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 trời, nhỏ xíu. Hộp bánh của chị hai bự lắm á nha. Có nhiều bánh lắm á. Mà hôm nay tự nhiên á, chị hai tốt bụng, chị hai muốn đổi với nè. Thì hả vậy? Thiệt nè. Giao dịch thành công nha. Chắc hộp này sẽ nhiều bánh lắm đây. Ủa sao sao không có bánh ta? Thôi bà nào bắt lừa tôi đó rồi. Trời ơi, quá sao con giỏi vậy nè.
bà thấy con giỏi chưa? Bà cũng muốn thử nữa. Để con nghĩ nhạc cho bà nghe. 13. Rồi rồi, tránh ra, để bà. Xui rồi, xui rồi. Dạ đau quá. Không đau, không đau, không đau, không đau, không đau. Ôi đau quá vậy. Sao bà cứ bị mình dụ hoài vậy ta? Cái thằng nào rồi? Nào ơi. Làm sao lấy trái cầu xuống đây? Bà ơi. Ủa, cái gì vậy nè? Bà ơi, bà con lỡ đá lên, lên đây rồi. Rồi rồi, để bà vô lấy cái thang cho con nha. Đứng ở đây, dịnh thang cho bà nha. Hồi nóng quá, phải vô nhà uống nước mới được. Na ơi, bà lấy được chiếc cầu cho con rồi nè. Ủa, Na ơi, cái thang đâu rồi? Na ơi, Na ơi, bữa nay bà sẽ dắt con đi ăn gà rán nha. Đi, đi ăn gà rán rồi. Na ơi, đi chơi không? Đi chơi hả? Đi, 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 đi. Xuống, 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 xuống con. Chở tôi đi. Nè đi heo, nè đi heo. Bà muốn ăn gì? Đi ăn gà rán đi. Ê được được, tôi cũng đi, nữa. Đi, đi, đi. Kỳ cục chứ trời. Bà, bà muốn ăn gì? Tôi muốn ăn gà rán á. Bà uống gì không? Uống nước ngọt đi, ngọt cho ngon. Rồi rồi, chú quán cho hai phần gà rán đi. À, nè ăn cái gì? Mà thôi, nè ăn với bà đi ha. Ừ, vậy. Là rủi đi chơi dữ chưa? Wow, ngon quá. Ơi, bà đang nhìn gì vậy? Con có thấy cái trái mãng cầu trên cây sắp chín không? Dạ thấy. Con đứng đây cầm đi nha, bà đi vô nhà lấy cái bịch cái. Dạ. Trái mãng cầu ơi, rơi xuống tay chị đi, để chị ăn em. Trái mãng cầu ngon quá. Thúi quá à, bà ơi bà. Trời ơi, cái bánh này thơm quá, bây giờ mình phải về nhà ăn mới được. Nè, con đi đâu đó? Con đang đi về. Ôi. Cái bánh này thơm quá, cắn một cái chắc đã lắm ta. Cho bà miếng đi. Không có dù. Vậy con với bà chơi trò chơi không? Bây giờ ai thải cái chai này á, nó đứng thì mình sẽ được ăn bánh. Nha. Yeah. Chơi. Coi bà này, coi bà nè. Rồi. Này này, nó có gì kìa. Ủa bánh ngon đâu ngon. Nó lớn như mà kỳ cục vậy trời. Đau bụng quá. Nghe đau bụng quá. Để bà. Để con trai nhường con đi. Nhường con đi. Hello, tới trễ rồi nha. Để con đi con. Để bà. Vậy mà cũng dành nữa à. Đau bụng muốn chết mà hỏi sao không dành.